Hello cô chú anh chị và các bạn, welcome mọi người đến với kênh của Việt Florida US và Việt Tampa Bay. Hôm nay Steven có cơ hội chạy ngang cái khu đô thị Epperson ở Wesley Chapel. Thì ở Wesley Chapel này nó có một cái hồ bơi nhân tạo. Cái hồ bơi này họ khởi công xây năm 2016. Thì tới 2019 á, thì cái hồ bơi này họ nó mới hoàn thành. Hồ bơi này nó lớn khoảng 7.5 dặm và chiều sâu có độ sâu là hơn 8 feet. Thì người ta phải đổ nước vô, thì cái nước đó thì nó quá, cái độ nước nó quá nhiều đi, thì người ta mới phải đúng ra thì người ta phải đào nước giếng người ta thả vô, mà người ta gây sợ giống như đào nước giếng nhiều quá thì nước nó sẽ hụt ở dưới, thì nó bị là cái lỗ, nó kêu bằng cái gì, sinkhole. Nó sợ giống như lấy nước nhiều quá người nó sụp đất á. Thì cũng vì lý do đó thì mấy người làm công trình này họ phải bỏ ra khoảng từ 75.000 đô để họ mua nước của thành phố để đổ vô. Thì khi mà đổ vô như vậy á, thì mất rất là nhiều thời gian. Thì họ phải mất khoảng chừng 38 ngày để đổ nước đầy cho cái hồ đó. Thì bữa nay Steven tính đi vô trong review cho mọi người xem, mà hôm nay nó bán hết vé rồi. Cái chỗ này trước khi đi vô chơi á, thì mình phải bỏ ra tiền, mình mua lên cái trang mạng của họ, mình mua cái vé giờ trước rồi mình mới được quyền vô. Nên Steven chỉ bay cái drone cho mọi người để xem thử, và coi ai có đến thành phố Wesley Chapel ở Florida thì nên ghé qua chỗ này để trải nghiệm một lần. Cái này, hồ này là nguyên hồ nước ngọt. Đúng ra là cái khu này, cái khu đô thị này nó có, khi khởi công bán thì cái trong này nó có một cái builder, nó build nhà là khoảng 3.500 cái nhà tất cả, mà trong vòng 2 tháng thôi là nó đã sold out. Hồi xưa thì Steven cũng có cái mộng là tìm cái nhà mua ở đây để ở, phải không, mà khi cái chỗ này nó hết quá rồi nó bán sạch sẽ luôn, bởi vì mình không có cơ hội mình mua được cái căn nhà ở đây. Thì bữa nay Steven có cơ hội chạy vòng đi ngang chỗ này thì mình ghé qua mình quay sơ cho mọi người xem để biết cái chỗ đó, chỗ này như thế nào ha. Thì để mình chạy một vòng cho mọi người xem ông phía ngoài thôi, rồi phía trong mình sẽ bay cái drone cho mọi người xem. Ok, thì mọi người hết tay chân mình để xem hết video. Rồi nếu thích video này thì cảm ơn mọi người đã bấm nút like, nhớ bấm cái nút chuông á, thì khi mỗi lần mình Steven bỏ video mới lên thì các bạn và anh chị có thể nhìn thấy và biết khi cái video nó hiện lên. Thì cái khu này nó từ đây đến nhà của Steven cũng khoảng chừng 5 phút lái thôi, cao nhất là khoảng chừng 10 phút, tại mình đi cái đường local đôi khi nó cũng hơi chậm, phải không. Thì chỗ này đi tắm rất là vui, tại nguyên cái hồ là hồ nước ngọt hết nha mọi người. Đó. Thì cái hồ bơi đó, cái hồ nó đang nằm phía bên tay phải, mà nãy Steven đã chạy vô trong rồi, thằng Skill đi nó nói là mình không có được vô hôm nay tại cái ticket nó đã bán hết rồi. Nó không còn vé đi vô trong nữa. Yeah. Nè, đó là phía trong đó đó, mà nó bây giờ nó hết cho vô rồi. Hồi nãy Steven mới ghé vô rồi, họ nói là vé hết rồi, không có cho vô nữa. Hôm bữa nay mình phải mua vé online, muốn đi thì phải mua vé trên online mình vô. Phía bên kia là nó có cái hồ, nó có cái bo bên đó, mấy người ta tắm, người ta lại cho đó người ta mua rượu người ta uống luôn. Và chỗ này thì nó cũng có mấy cái đồ chơi ở dưới nước á, cái obstacle á. Thì tương lai á, phía bên kia á, là sẽ có một cái khách sạn với nhà hàng,
mà hiện tại thì nó chưa làm xong, thì nó mới mở cho người ta bơi lúc năm cuối năm 2019 thôi. Là lúc đó là dịch vô đó, bà con cũng không đi nhiều. Bây giờ khi chích ngừa cũng rất là nhiều rồi, bà con cũng trả lại tắm ở đây phải không? Thì cái độ sâu của cái hồ này á, chỗ sâu nhất là khoảng chừng 8 feet. Thì nó có chèo xuồng rồi tất cả dưới đó luôn. Đó, thì mấy cái nhà bên đó họ xây họ bán á, thì bây giờ đã bán hết rồi nha. Nội trong vòng mấy tháng thôi là nó bán sạch hết trơn 3.500 căn nhà đó mọi người, có tin không? Tại phần đông mấy người ở tiểu bang khác họ qua đây mua để làm cái vacation house, giống như nhà mà nghỉ dưỡng cho mùa hè á. Đó, nhà bên đó đó, nó bán sạch sẽ hết trơn nha mọi người. Chỗ này là khu Epson Lagoon, Crystal Lagoon. Này là kêu bằng Crystal Lagoon, khu Epson ở Wesley Chapel. Hiện tại bên kia nó cũng bán mấy cái townhouse, mà ở đây ít cái nào mua townhouse không. Thì cái chỗ này như cái chỗ này mà đến chỗ nhà của Steven ở cũng khoảng chừng 5 tới 10 phút lái là tối đa thôi. Nãy vô nó chặt cứng hết trơn không, nó hết chỗ rồi. Giờ nó không có cho ticket also out. Nghĩa là các bạn nào mà đến đây thường thường ở đến cửa mua vé không, thật mới đến cửa mua vé là không có còn cơ hội đâu, người ta mua trước mấy ngày luôn á. Rồi có thể nó mấy tuần luôn á, các bạn muốn đi chỗ này mà để bảo đảm mà có vé đi vô á thì nên mua vé trước nghe mọi người. Lên cái online của cái website nó kêu bằng Crystal Lagoon ở Epson á. Thì mình vô đây mình order ticket online rồi mình đến đây mình chơi thôi, chứ mình đến họ đến cửa là không có ticket sold out, cho họ nó không có bán chỗ cửa nha mọi người. Thấy chưa, nhà bên đây cũng rất là đẹp nè. Ok mọi người, thì Steven hiện tại đang trên đường về nhà. Có gì hẹn gặp lại mọi người ở một video kế tiếp nha. Nếu thích video này thì mọi người nhớ bấm nút like, chia sẻ cũng như subscribe kênh để ủng hộ Steven cho trong tương lai. Thì hy vọng là hết dịch này thì Steven sẽ có thời gian để bỏ thời gian đi quay nhiều phim ở Florida nữa cho mọi người xem. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.